Ok, hai xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Gá đây. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với Minecraft thử thách map của các bạn fan. Oh yeah. Không liên thiên đôi thôi nữa thì mình sẽ bắt đầu luôn. Thì map này là của bạn bé Trúc Official. Thì cũng còn vài bạn gửi map nhưng mà kiểu map nó hơi bị lỗi, với lại map nó ngắn quá. Nên là mình chơi map của bạn bé Trúc này luôn. Tại vì map của bạn bé Trúc thì nó kiểu nó được làm dài cũng bạn này thì cũng mới làm map lần đầu tiên thôi, bạn đó nói vậy đó. Ok, mình không biết bạn nó có làm lần đầu tiên hay không nữa, thì chơi rồi mới biết. Ok, map làm bởi Yudemrai. Ủa, YouTube bé Trúc Official, map làm bởi Yudemrai. Vậy là có hai cái tên luôn, what the hell. Cái gì vậy trời. Tên map I don't like play map là bạn là tôi không thích chơi map này hả? Ủa là sao, tôi không thích chơi map này hả? Ủa liên quan gì không trời. Fanpage bé Trúc này. Ok, thì cảm ơn bạn bé Trúc đã gửi cho mình cái thử thách map này nha. Ok, mình sẽ thực hiện thử thách của bạn nhanh nhất và hoàn thành nhanh nhất luôn. Ok, luộc 1 không chip, 2 không bull. Nếu lỗi thì bull. À, nếu lỗi thì bull phải. Thì chắc là map lần đầu của bạn ấy thôi. Ba map này không có gợi ý, không game mod hoặc game mod không, trừ comment block. Ủa trừ comment block là sao? À, ý là trừ khi comment block nó bảo mình làm á. Độ khó bình thường. Độ khó bình thường. Ok, play game. Bạn tưởng game là dễ. Ủa game là dễ mà, trời ơi. Game là dễ luôn các bạn. Để mình cho các bạn coi cái cánh cửa đây đúng không. Trời ơi, đúng chôn luôn. Ơ, sao lạ vậy ta. Hai cái đều chôn rồi. Trời ơi, thúi quá trời ơi. Đây là cái toilet mới vào rồi, đi hửi toilet rồi. Quả thì chứ. Ơ, ok, cái toilet này có gì nào. Một cái phễu đựng vật phẩm. Ơ, nó đang hướng về, nhưng mà hướng đâu có cái gì đâu. Có cái gì không ta, cái đồ cái kiểu tắm á các bạn, cái đồ tắm xuống này đó, cái đồ giữ tay. Mình biết chỗ đây có cái gì không nè, có một cái cằn gạt. Thì ra là ở đây. Không phải, không đúng luôn các bạn à. Vậy là nó ở đâu, nghĩa đằng sau mấy cánh cửa này thôi. Đấy các bạn thấy chưa, nó giấu đằng sau mấy cánh cửa này. Thì ra là what the hell, cái mê cung các bạn à. Oh shit, đây rồi. You win, bạn là thật là thông minh. Thấy chưa, mình biết ngay mà. Dù sao cũng thật. Bị chôn quá các bạn à. Mới vòng đầu thôi mà kiểu làm rối mình thiệt chứ. Không biết ở đâu, nó giấu cái gì ở đâu đây. Play game cũng thua, luật thì không có bị sao. Mình nghĩ là cái toilet này nó có một cái bí ẩn gì đó. Các bạn thấy chưa? Nghĩa là nó có cái bí ẩn gì đó. Làm sao đây các bạn ơi? Nghĩa là trong cái mê cung này còn nút không ta? Không bạn ơi, trong mê cung này hết nút luôn rồi. Không có luôn các bạn à. Giờ là cái nút nó nằm ở đâu ta? Làm khó mình vậy? Mới vào mà. Holy shit. Trời ơi. Không có cái gì à. Dưới mấy tấm thảm này. Nghe dưới mấy tấm thảm này thôi. Không có luôn à. Vậy là ở đâu đây? Trời ơi trời, làm khó người chơi lắm luôn các bạn à. Đấy các bạn, không có cái gì nè. Mà bấm một gào toàn là bị thua không thôi. Mình nghĩ map này bị lỗi. Mình sẽ cho map này 8 điểm thôi. Tại vì bị lỗi map. Mới vào đã bị lỗi rồi, không cho mình cái gì hết. Đấy, mình sẽ tìm cách thoát ra cái chỗ này nha các bạn. Ở đâu đây. Trời, không cho mình một cái gì luôn nè. Đấy các bạn thấy chưa, không cho một cái nút hay là cái gì để bấm luôn. Ok, sau một hồi tìm hiểu thì mình đã tìm hiểu ra được cái chỗ mà qua vòng rồi các bạn. Đây, các bạn thấy đây không, các bạn bỏ một cái thứ nào vào đó nó sẽ qua vòng được. Đấy, bạn chỉ cần lấy nón vô bùn rửa tay thôi là win rồi. Nhưng mà bạn ấy không cho mình cái nón, các bạn thấy vô lý không? Không cho mình cái gì hết để mình bỏ vào. Mình nghĩ là bạn này quên hay gì đó các bạn à. Trời ơi. Có vậy không mà spam boy nè. Hãy tìm cái nút đặt vào đây. Cái nút này. Rồi xong, biết ngay nút chôn mà. Mới vào để cái nút là mình nghi lắm rồi. Một cái nút spam boy thôi, làm chi có cái nút khác. Trời ơi. Vậy mình cũng bấm vào đi chứ. Một trong hai cái. Cái nào đây? Mình nghĩ bằng cái này. Tìm nút nớp house. Đây là căn nhà nớp à. Trời ơi, thằng nớp bữa nay chơi căn nhà đẹp vậy. Nớp ơi, tao tới chơi nè. Đâu rồi. Sao nhà mày nuôi thỏ vậy chơi? Thằng nớp này nó thích thú cưng quá, nó nuôi heo trong nhà luôn kìa các bạn. Cái gì vậy? Wow, thằng nớp hôm nay đấy trời ơi. Ai cho nó kim cương một báo nhiêu chơi.
mày giấu kho báo nha, thôi là anh mày tới anh mày chôm đó, không thôi là người khác chôm là uổng lắm. Qua nấp ơi, rồi xong không thấy nó luôn. PC của nấp đó, trời ơi, thằng này bữa nay nó chơi dàn PC màn hình full HD, trời ơi to vãi luôn, trời ơi thằng này coi phim ma đó chứ trời, thằng nấp này, trời nhà mày nuôi heo như vậy nấp, mày heo này cho heo của mày chết rồi. Đấy, qua nhà nó phá chơi các bà, hôm nay đi vắng rồi không biết đi đâu, thằng nấp này. Rồi mày ơ có cái bẻ gì kìa, khoan giết con heo đã. Rồi chiều ra bún cộng thung, bún qua bún lại, bún nhầm thằng chung là sao, không có gì kiểu là hợp với câu thơ các bạn. Ờ có cái nút nè, không phải tự nhiên chiều ra bún cộng thung, bún qua bún lại, bún nhầm thằng chung là nó không có liên quan gì luôn á các bạn. Ờ có nút không, ờ cũng có hai cái nút nè. Ơ what the hell, cái nhà của thằng nấp đâu rồi, what không spam boy quái thì chứ. Cái này bạn làm map kiểu nó sợ bom boy qua chứ. Rồi trừ thêm một điểm là 7 điểm nè, tại vì kiểu không sợ bom boy an toàn. Cái này mới vào là cho 9 điểm, tại vì một điểm đó trừ là chôn, một trừ một điểm là lỗi map, còn trừ một điểm là sợ bom boy không kiểu không không được hợp lý. Đó, mình trừ hết rồi. Ok, một cái nút này. Bây giờ sẽ toàn là nút chôn vậy trời. Đấy, lại không sợ bom boy. Chả hiểu luôn. Trong khi đó mình bấm vào sợ bom boy các bạn thấy chưa? Mình bấm vào spam boy rồi chứ mình không bấm đâu, mình đã bấm vào spam boy rồi mà. Đấy bấm này rồi, ở nhà nó thì nút xung quanh rất là nhiều các bà. Đây ôi trời, nút chôn thằng nớp này, đấy, bữa nay nó bày đặt chôn mình nữa các bà, nút gà này mình đòi chôn mình à dưới cái ô ruộng. Sao đi vô ta, à đi vô được rồi. Đây ơ sao cái chỗ nào cũng chôn đi trời, thằng lúc này vẫn mặc anh mày à. Rồi chỉ còn cách là lấy cái dương thôi các bà. Đây tên gì, bộ dễ ăn lắm mà, trời ăn mà không dễ, trời ăn mà không dễ, các bạn ăn làm gì đúng không các bạn, trời ăn mà không dễ ăn cái gì nữa chơi. Nghĩa là ở trong cái này để xem để mình thử bay vào cái chỗ đó xem đúng không. Ở đây rồi sẽ bấm từng cái nút. Rồi không có luôn. Rồi không có luôn. Ơ có cái nút nè. Rồi lại chết, chả hiểu luôn trời. Giờ làm sao đây? Ủa có một thanh kiếm. Ồ có cái này nhiều đất, trời ơi thằng nớp này nó khô lắm các bạn à, nó giấu đất ở trên đây nè, nó giấu một cái kho báo ở đây để đánh lừa mình đó các bạn kìa. Dương này thật chắc là của thằng nớp nó để đất thôi, chắc là dương dưới nó cũng để đất. Nè nè, mình đoán trước là ở dưới nó có kho báo. Trời ơi thằng nớp mày đừng có giấu tao. Ờ, nghĩa là thịt heo nung lên đúng không? Không biết ở trên nó có cái gì không? Không có nút cái bà, cái này chỉ làm cái gì thôi. Ơ cái gì vậy? Mình nung cái thịt cái mình dịch chuyển ngay luôn. À, mình hiểu rồi, vậy là mình nung cái thịt là mình sẽ qua đoạn do kiểu bạn này làm lỗi rồi. Bé làm lỗi bé để lộn địa chỉ là spawn kiểu qua đoạn là nó dịch chuyển lộn qua đây, trời ơi. Rồi các bạn thấy chưa, trừ một điểm lỗi map là đúng rồi. Ê xì đà quá đi. Ok mày đã qua vòng 2 các bạn, vòng này thì kiểu băng rất là nhiều và rất là nhiều cái đường đi mà nó sụp như thế này, mình sẽ spam boy rồi mình sẽ dậm vào đây. Holy shit, oh my god, gì sao mà đi được trời. Qua chóng mặt quá các bạn ơi. Trời nãy mình thấy mấy cái nút bên đây nè, đây một cái nút bấm vào what the. À hết rồi các bạn. Rồi spam boy lần này khỏi bấm, đi vào cho nó lẹ. Quái thiệt. Rồi một cái nút rồi đúng không, cái nút thứ hai. Mày ơi mệt quá. Rồi cái nút bên đây. Ok mình khỏi dậm vào chóng mặt lắm các bạn, đi không được. Ơi chắc là nghỉ luôn quá các bạn, thôi khỏi đi, thực hiện thử thách của người ta mà sao mà nghỉ giữa chừng được đúng không các bạn. Rồi mình sẽ căng thẳng hơn, nghĩa là cái góc kia nó cũng có một cái nút. Để mình thử xem. Ơ không có luôn các bạn à, vậy cái nút nó đang nằm ở đâu? Nghĩa là nó nằm dưới cái lớp băng này thôi. Đâu vậy ta? Ôi chật chăng. Nút ơi ở đâu, loại mặt chuột mày ra đi nào, anh mày đang tím mày nè. Rồi qua đây. Không có luôn, để coi thử. À nó nằm đây rồi các bạn. Đấy
đánh boss, hai cái đánh boss, boss 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 T nha. Người ta là boss chùm là boss boss S, hai chữ S mà bạn này chơi là boss T. Spam boy, ok spam boy. Cái gì vậy trời? Đánh boss cho một cái đầu lâu. Cho view một cái đầu lâu để đặt ra con boss thôi, không cho mình thêm cái gì như là kiếm hay là giáp hay là cung gì luôn. Rồi. Đánh boss là cho mình chế độ đấy, chế độ sinh tồn mới đặt được chứ. Trời ơi. Rồi, chúng ta đã đánh boss bằng một thanh kiếm đá thôi các bạn. Trời ơi trời, gì sao mà đánh. Gì đây? Lấy sao này đờ và bỏ vào đây. Ok. Quan trọng là có giết con này nổi hay không nè. Wow. Ui lụm cái bạn nè các bạn. Mày hả? Đấy các bạn thấy chưa? Như vậy thì làm sao giết được, cho các bạn tay không các bạn giết nó tới mai đó các bạn à. Con này nó hồi máu được nha các bạn. Không phải nó hồi không được, hồi được đâu. Holy shit. Anh phải. Mày. Giết con này thì được rồi, nhưng mà kiểu các bạn cần thời gian rất là nhiều luôn. Thời gian nhiều mới giết được con này. Holy shit, nghĩa mình sẽ bó tay với con này rồi các bạn à. Ai, thông cảm nha. Mình sẽ dùng một biện pháp khác để thắng cái bắp này. Ôi, nhầm rồi. Đấy, mình sẽ bỏ một cái thứ gì đó. Đấy, đó là qua vòng rồi các bạn. Easy game, nhưng mà kiểu hơi ăn gian tí không sao. Nhưng mà kiểu với con đó mất thời gian đó các bạn. Các bạn phải cần chế độ game mất. Ok, trước tiên là chúng ta sẽ chặt gỗ đã. Cái này nó kiểu nó bắt mình sinh tồn các bạn à. Đấy, các bạn thấy level 4 sinh tồn không? Thì về con Witcher thì kệ nó đi, không sao đâu. Chơi bình yên, phát là nó đi thôi. Đó, easy game các bạn. Mà giết nó cũng bình thường thôi à. Nhưng mà kiểu là chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian. Tại vì nó lên, kiểu tiếng hó lên một tí á, nó sẽ ra là mạnh luôn các bạn. Chúng ta sẽ làm cái bàn enchant. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái này. Rồi, chúng ta sẽ chế tạo một cây cúp kim cương. Mắc công chứ mà đi đào đá rồi đào sắt rồi đào than các kiểu luôn các bạn. Có kim cương đó làm gì? Game là dễ mà trời ơi, đó là do người làm map được bị làm lỗi thôi. Đúng các bạn. Đâu có làm khó được gắt mình nhà mình đâu. Rồi, kênh YouTube của chủ map này tên gì? Bé Trúc đúng không? Rồi bé Trúc. Rồi, tại sao map này đặt tên là I don't like play map? Vì map ức chế lắm, quá ức chế luôn, không phải ức chế mà do là lỗi quá nhiều lỗi. Trời ơi, map này quá là tệ luôn, mình nghĩ là mình sẽ trừ thêm một điểm, còn 6 điểm thôi. Lần đầu tiên mà mình thấy map nó lỗi nhiều đến thế luôn á các bạn à. Lỗi với lại làm khó người chơi nữa. Cho giết Witcher mà cho một thanh kiếm đá rồi giết tới mai hả? Phải cho một thanh kiếm kim cương hoặc là một bộ giáp da cũng được để nó chắn đỡ mấy cái quả đầu khô héo. Trời ơi là chơi. Chủ map thích học môn gì? Ủa bạn là chủ map mà tại sao bạn lại hỏi người ta về mình, trong khi người ta không biết gì về bạn luôn. Thề luôn, bạn này làm cái kiểu là bạn mình biết về rõ về bạn ấy lắm vậy. Trời ơi. Rồi, đại đi, mình ghét tiếng Anh là mình sẽ chọn tiếng Anh đi. Rồi, đúng luôn. Ngoài kênh YouTube Bé Trúc Official ra thì còn kênh nào nữa ai mà biết trời. Mình có biết về bạn này đâu, mình trả lời, mình thề luôn. Không có liên quan luôn á trời. Cái gì trời? Chọn đại giữ đi. Rồi, đúng luôn quái thì chứ, không biết cái gì mà chọn đúng luôn các bạn. Thằng thánh quái luôn á. Hiện tại kênh đó còn sử dụng nữa hay không? Tại sao? Không vì kênh đó đã bán rồi. Không vì sao trên đây còn cái bảng nữa là sao? Không vì kênh đó đã bị lừa đảo và đổi hết thông tin. Rồi đúng luôn. Nó đã xảy ra vào 12 khi Bé Trúc đã bán. Cái đó là của bạn chứ mình có liên quan gì tới của bạn đó trời. Ê, bạn có thể giúp tôi nếu có thể, ai mà rảnh đâu trời. Ai mà rảnh đi giúp bạn, bạn còn là cho mình các kiểu bắt mình giúp các kiểu là sao? Quái. Đu, một đống luôn các bạn. Được cái là map này ngon là cái chỗ thằng núp đó, nó hơi ngon ngon tí, nó hơi vui vui. Còn đâu toàn là bị lỗi không à. Ok, cảm ơn bạn đã đặt ra thử thách này cho mình nha. Vì map này hơi lỗi một tí cũng mình rất là thông cảm, tại vì nó quá là lỗi luôn. Phải chứ nó không lỗi là mình sẽ cho bạn 9 điểm hoặc là 8 điểm. Còn này quá lỗi rồi, quá lỗi thì mình sẽ cho chỉ còn 6 điểm thôi. Ok, mình mong là bạn này sẽ gọi là lần sau mình nếu có gửi map á thì chắc chắn hơn, đừng có làm lỗi map hơn. Rồi làm kiểu hay ho lên tí, đừng có kiểu tìm nút hay là gì nữa, nó hơi chán. Không sao, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Đừng quên cho mình một like cũng như là ấn đăng ký kênh. Và kiểu
7 giờ lên Kobe TV đó xem mà livestream nha. Mình sẽ chơi sinh tồn gì đó, Skyblock cái kiểu rất là vui luôn. Lên đó comment chơi nè, rồi trò chuyện với mình. Ok, bye bye. Nhớ like mạnh video này nha. Anh hùng trong